Như chúng ta đã biết thì dinh dưỡng có vai trò rất là quan trọng đối với tăng trưởng, rồi đối với sức khỏe của con người, cũng như là giúp nâng cao miễn dịch. Khi mà dinh dưỡng đầy đủ thì cái khả năng miễn dịch cũng tốt và giúp chúng ta phòng chống bệnh tật. Và dinh dưỡng quan trọng nhất đó là trong giúp dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh. Thế trong những người chúng ta biết rằng trong những người đối với những người mà bị bệnh lý, ví dụ như là tim mạch, tiểu đường hay là ung thư, rồi một số bệnh lý khác, thì chính dinh dưỡng thứ nhất là giúp cung cấp các cái dưỡng chất rất là quan trọng, và nó còn hỗ trợ các cái phương pháp điều trị khác, và đặc biệt là giúp nâng cao miễn dịch để mà có cái khả năng phòng chống bệnh được tốt. Ta thấy rằng ra đời một cái sản phẩm mà giúp cho cái người thực dưỡng hay ăn chay, tôi nghĩ rằng đây là một cái xu thế mới rất là tốt. Và chúng ta khác biệt ở đây là với những sản phẩm khác là vừa cung cấp thành phần dinh dưỡng nhưng lại giúp nâng cao miễn dịch nữa, thì đây là hai yếu tố rất là quan trọng trong nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Giúp bổ sung dinh dưỡng và thứ hai là giúp nâng cao miễn dịch rất là tốt, và chúng ta lại dùng lâu dài. Tức là ở đây khía cạnh là chúng ta thấy nó mới khác là chúng ta thấy rằng nó tiện dụng. Chúng ta không phải mất công chuẩn bị từ các cái thực phẩm nguyên liệu thô mà đã có sẵn một sản phẩm mà có cái thành phần dinh dưỡng giúp cho chúng ta ăn thực dưỡng, ăn chay lại đủ dinh dưỡng nhưng lại có một yếu tố giúp nâng cao miễn dịch nữa thì hoàn toàn là tốt. Đường beta glucan thì nổi tiếng với cái nguyên liệu sản xuất chính từ hạt huyết rồng lảy mầm, cùng với các cái đậu đỗ như đậu Hà Lan, đậu đen, đậu đỏ, hạt kê hay là hạt vừng đen, cùng với beta glucan. Thì với cái thành phần nguyên liệu như ở trên thì chúng ta biết rằng những cái người mà ăn chay, ăn thực dưỡng hay những người có các bệnh lý về như là tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường hay là cả bệnh nhân ung thư đều có thể dùng được, bởi vì nó giúp như là cung cấp một cái bữa ăn phụ để mà cung cấp các cái thành phần dinh dưỡng và lại có beta glucan để giúp nâng cao miễn dịch nữa. Thế người từ cân béo phì thì hoàn toàn cũng có thể dùng được. Ở đây chúng ta dùng với cái cách thức đó là thay thế bữa ăn. Ví dụ đáng nhẽ các bạn ăn một bữa chính thì các bạn không ăn bữa chính đó mà chúng ta uống một cái cốc sản phẩm Newti ăn cam này, thì nó sẽ cung cấp các cái dưỡng chất cho cơ thể cùng với một số vitamin, khoáng chất nữa để giúp chúng ta đủ chất dinh dưỡng mà lại không cảm giác đói. Nhưng đối với cái người gầy muốn tăng cân thì lại ngoài các cái bữa chính của gia đình thì có thể sử dụng sản phẩm này vào các cái bữa phụ. Ví dụ chúng ta có thể vào buổi sáng uống vào bữa phụ sáng, bữa phụ chiều hoặc là buổi tối uống thêm một cốc, như vậy nó cũng tốt mà giúp thêm năng lượng, giúp các chất dinh dưỡng mà lại không có nguy cơ làm cho chúng ta bị tăng cái đạm động vật lên. Nó có ưu điểm là nó cung cấp đạm thực vật, lại không có cholesterol, không có nguồn đạm động vật thì và lại có yếu tố nâng cao miễn dịch rất là tốt nữa, thì chúng ta có thể sử dụng lâu dài được và hoàn toàn có thể dùng kết hợp với các cái phương pháp điều trị khác. Nguyên tắc chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta vẫn phải cung cấp đủ dưỡng chất, nhưng mà vấn đề ăn như thế nào quan trọng để mà cái đường máu không tăng sau ăn và lại không hạ khi sau bữa ăn, thì chúng ta phải chọn lựa những cái sản phẩm mà có chỉ số đường huyết thấp. Ví dụ như gạo lật lảy mầm, ở đây thì trong sản phẩm đã có cái gạo vít rồng lảy mầm rất là tốt, và cùng với các cái đậu đỗ thì nó sẽ giúp cho bữa ăn của người bệnh bị không những tiểu đường mà người đường máu cao sẽ không bị tăng sau khi ăn. Và cái quan trọng là đường máu không tăng sau ăn thì lại giúp chúng ta bình ổn được đường máu, giúp lại giảm được các cái biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường. Thực ra thì bệnh nhân ung thư cũng vẫn phải ăn một chế độ ăn bồi dưỡng đấy, chứ không phải là hạn chế đạm, nó vẫn phải ăn chế độ ăn bồi dưỡng. Và chế độ ăn này nó giàu đạm và giúp nâng cao miễn dịch. Thì ở đây sản phẩm chúng ta cũng đã có cái nguồn đạm từ thực vật và kết hợp với yếu tố nâng cao miễn dịch là beta glucan, thì bệnh nhân ung thư cũng có thể dùng được, đưa vào các cái bữa phụ. Nhưng mà cái bữa chính thì tôi khuyên là vẫn phải sử dụng các cái đạm động vật nữa để mà
giúp tổng lượng đạm trong khẩu phần ăn được giàu đạm và cũng hỗ trợ để nâng cao miễn dịch cùng với beta glucan.